Nhiều câu chuyện cho thấy những người con trai phản bội sau khi tham bác bỏ mâm cũng sáng mắt ra. Nhưng bài đăng dưới đây trong một hội nhóm với lời tâm sự của một ông chồng đã gây ra khá nhiều luồng ý kiến. Phụ nữ có cớ nên sống tần tảo, hy sinh đợi đến một ngày người con trai hiểu được tấm chân tình của mình như người bà xã trong câu chuyện của anh chồng này không? Bạn hãy thử tìm xem có thể trả lời câu hỏi này sau khi đọc nó. Bài viết như sau. 10 năm qua tôi không hề nhận ra điều ấy cho đến khi bà xã tôi quay lưng bước đi trước cổng tòa. Tôi đã kéo cô ấy lại mà quỳ xuống ngay ở đó xin cô ấy tha thứ và cho tôi cơ hội làm lại. Nhưng đã quá muộn mất rồi. Làm một thằng con trai lên mạng kể lể thế này thật không đáng, nhưng tôi không thể tâm sự được với ai và biết chị em nhiều cao kiến để có thể giúp tôi mở cánh cửa cho tôi có thể bước vào lại cuộc đời cô ấy. Chúng tôi đã có 10 năm bên nhau nhưng chỉ có 2 năm hạnh phúc. 8 năm còn lại những dằn vặt, chê bai của tôi đã khiến cô ấy sống như một cái bóng. Cô ấy ít khi cười, lúc nào cũng cam chịu và điều đó khiến tôi càng cho mình có quyền được làm quá. Tôi cảm thấy đáng ghét một cô bà xã đơn điệu và quá biết điều như thế. Chẳng có gì cả. Nhặt kết. Vợ tôi không bao giờ nói ly hôn dù tôi có làm mình làm mẩy, có cho rằng thiếu tôi đời cô ấy chỉ có sắp ngửa không đứng lên được. Ngoài chuyện, cô ấy quá nhạt nhẽo và đơn điệu thì việc cô ấy sinh 2 đứa con gái khiến tôi cảm thấy mình không mở mày mở mặt được. Sự nghiệp thì biết gì, đi đâu cũng bị chê cười không biết đẻ. Đặc biệt bố mẹ tôi luôn khao khát con trai khiến điều này cũng ăn sâu vào đầu tôi, mình phải có một đứa con trai. Ấy thế mà cô ấy làm chuyện gì cũng không ra hồn. Tôi biết cô ấy cũng muốn chiều tôi mà sinh cho tôi một đứa con trai, nên cô ấy cũng thử và đã 3 lần mang bầu sau đó đều là con gái. Cô ấy cũng cam tâm mà bỏ đi theo ý tôi. Đàn bà gì mà vô dụng, 5 đứa con đều là gái. Rồi tôi gặp một cô gái khác, cô sinh viên thực tập tư trẻ thế hệ đến cơ quan. Cô gái này có phần ái mộ năng lực của tôi nên việc gì cũng giỏi. Tôi bị sức hấp dẫn và sự tươi thế hệ của cô ấy hấp dẫn. Nó khác hẳn người đàn bà đen đổi cả về làn da lẫn tính cách, lẫn tài giận ở nhà. Tôi ân cần giúp đỡ cô ấy đến mức việc tôi rủ cô ấy lên giường cũng chẳng khó khăn gì. Tôi đã nghĩ, yêu thế này thế hệ là yêu chứ. Cô ấy nói, em và anh chắc có lẽ đi cùng nhau được một đoạn đường. Rồi em cũng phải lấy chồng. Tôi cuống cuồng lo giữ cô ấy, anh sẽ bỏ bà xã và làm lại với em. Cô ấy gật đầu chờ. Tôi khai mạc về nhà đá trúng đụng điên nhiều hơn để ép bà xã phải ly hôn. Thật lạ, lần này cô ấy lạnh lùng nói lời đồng ý mà không than phiền, chất vấn. Chúng tôi hối hả làm thủ tục. Tôi quyết định để cô ấy nuôi 2 con và để ba mẹ con sống trong ngôi nhà cũ. Như thế, tôi nghĩ mình đúng là con trai rồi còn gì. Ngày đến tòa nhận quyết định, tôi và cô ấy dừng lại trước cánh cổng tòa án. Tôi bảo cuối tuần anh có thể đến đón các con. Em cố chăm lo cho chúng nó tốt nhất. Cô ấy vẫn im lặng, mãi sau thế hệ bật lên một tiếng, em luôn cảm ơn ông trời vì con chúng ta khỏe mạnh, không ngoan. Em cũng cảm ơn anh đã cho em những đứa trẻ tuyệt vời. Trời chuyển mùa, nhà bà ngoại vẫn luôn có cây trồng hôi cây cứt lợn, anh cần khi bị xoan thì nói em lấy nhé. Tôi chết lặng trong mấy giây và cảm thấy sực tỉnh. Chẳng phải những đứa trẻ khỏe mạnh ngoan ngoãn thế hệ là quý lạnh hay sao, chúng yêu tôi biết nhường nào, trai hay gái nào có nghĩa lý gì đâu. Chẳng phải cuối cùng chỉ cần một người đàn bà yêu đương mình thâm sâu như thế thôi sao? Thật lạ lùng là tôi cảm thấy bừng tỉnh, tình cảm của tôi với cô ấy hình như chưa bao giờ hết, chẳng qua là tôi đã cố tình dập tắt nó đi thôi. Khi cô ấy quay lưng đi và tôi vội chạy theo và nắm tay cô ấy. Chẳng biết động lực nào khiến tôi quỳ ngay dưới chân bà xã, xin em, cho anh cơ hội làm lại, anh sai rồi. Cô ấy khẽ buông tay tôi ra và bảo, em đã yêu anh ngay cả khi anh có bạc bẽo với em. Đến bây giờ cũng chưa hết. Nhưng cũng là vì em sai lâu quá rồi. Có lẽ thế này cũng hay, em sẽ biết cách làm một người đàn bà mạnh mẽ, chẳng gì ôm chân một người con trai mà mù quáng nữa. Hãy để thời gian trả lời. Còn bây giờ em thấy ổn. Rồi cô ấy bỏ đi rất nhanh. Tôi cứ thẫn thờ từ hôm qua đến nay. Cô gái sinh viên kia dù tư trẻ bỗng dưng giờ tôi thế hệ thấy chẳng có gì. Từ hôm qua đến nay đầu tôi chỉ nghĩ cách làm thế nào để có lại được cô ấy. Chị em là đàn bà hiểu về đàn bà hãy tư vấn giúp tôi hàn gắn lại một gia đình. Tôi sai rồi. Ảnh Minh Họa. Bài viết hối hả thu được sự hấp dẫn lớn từ đồng đội mạng, nhiều ý kiến bình luận chửi mắng người con trai không biết mình muốn gì này. Không ít người cũng trách cô bà xã sống kiểu Tần Tảo, hy sinh nhưng thiếu lửa và thiếu bổn phận với phiên bản thân mình. Một số lại tư vấn thực lòng để cho anh ta có cơ hội quay trở lại. Không ít người hả hê gì quả báo đến sớm. Câu chuyện cốt truyện tiếp theo thế nào chỉ có người trong cuộc thế hệ có thể viết tiếp. Nhưng cuối cùng, đàn bà à, chờ đến lúc người con trai hối cải như anh chồng trong câu chuyện trên cũng không dễ. Cũng chẳng phải người con trai nào rời bỏ người chơi sẽ dễ dàng thấy được tấm lòng của người chơi sau khi đứt gánh. Nhưng hãy nghĩ cho mình trước nhất, thay vì hả hê gì rồi một ngày anh ta cũng sáng mắt ra. Làm người bà xã Tảo Tần, lúc nào cũng nghĩ cho người khác cũng không hẳn là sai, nhưng cũng chưa hẳn là đúng. Bởi vì thu được lời gian này sau cổng tòa án thực sự không phải là một phần thưởng với đàn bà.